Chào các bạn, rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong cái video rất bổ ích của tôi trong cái kênh đầu tư 6.0 này. Quý vị thân mến, trong cái video tiếp theo của tôi trong ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái hệ thống học online và đào tạo trực tuyến hàng đầu của Việt Nam. Ở trên cái trang web này thì quý vị sẽ được đến với rất nhiều các cái khóa học trên nhiều các cái lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có nhu cầu về lĩnh vực nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khóa học về cái lĩnh vực đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đăng nhập vào, chúng ta sẽ cùng bấm vào cái truy cập vào cái link mà tôi để dưới phần mô tả của video đây để chúng ta cùng tìm hiểu xem là ở trên cái trang web này có những cái khóa học nào và cái khóa học này mang đến cho chúng ta những cái điều bổ ích như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp ích cho chúng ta được những cái vấn đề gì thì chúng ta bấm vào cái đường link này nhé. Đây, tôi đã bấm vào cái đường link này rồi. Đây, đây chính là cái trang web Unica, một cái trang web đào tạo hàng đầu của Việt Nam, gồm có rất nhiều các cái khóa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, với những đây như ngoại ngữ này, rồi marketing này, rồi tin học văn phòng, rồi thiết kế, rồi về kinh doanh, các cái khóa học về kinh doanh khởi nghiệp, để phát triển cá nhân, rồi bán hàng này, công nghệ thông tin này, sức khỏe giới tính, rồi phong cách sống, nuôi dạy con, rồi các khóa học về hôn nhân gia đình, rồi khóa học về nhiếp ảnh, rồi dựng phim, có rất là nhiều các cái khóa học rất là tuyệt vời ở đây. Đây chúng ta vào đây để chúng ta xem, ví dụ như là đây kinh doanh khởi nghiệp ở trong này là ví dụ như là khóa học về kiếm tiền online này. Chúng ta có nhu cầu thì chúng ta vào đây để chúng ta xem. Trong này nó sẽ hiện lên rất nhiều các cái khóa học để cho chúng ta tìm hiểu. Ví dụ như đây, ai có nhu cầu về lĩnh vực nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lĩnh vực đó. Ví dụ đây là bí quyết kiếm tiền trên YouTube. Bạn nào có nhu cầu về phần này để chúng ta xem. Hay là 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức. Ví dụ như đây, chúng ta bấm vào đây chúng ta xem. Đây là khóa học của diễn giả Phạm Thành Long. Hiện tại thì khóa học này đang được giảm giá 35%, là còn lại là 1.299.000. Đấy, ở đây thì có rất nhiều, có 34 bài giảng. Và điều đặc biệt là nếu như chúng ta mua ở đây thì chúng ta được giảm 35%, nhưng mà tuy nhiên thì tôi đã xin được một cái link đăng ký ở đây rồi. Đây, nếu như chúng ta mua qua cái link đăng ký của tôi ở đây, unica.vn là cái mã của tôi đây, văn lực 81 đây. Một đó là chúng ta nhập cái mã giảm giá là văn lực 81 đây vào thì chúng ta sẽ được giảm tất cả các khóa học, chúng ta sẽ giảm được giảm 40%. Đây, ví dụ như ta điền cái mã văn lực 81 vào đây thì ta thấy hiện tại là đang được giảm 35%. Thì với tất cả các khóa học trên này thì chúng ta khi mà điền cái mã giảm giá này vào thì chúng ta sẽ luôn luôn được giảm 40%. Như ta điền vào đây, ta bấm vào chữ áp dụng này, nếu thành công thì chúng ta sẽ thấy là ở đây là giảm 40% là được, còn lại là 1.199.000. Đấy, hoặc là nếu như chúng ta không điền cái mã giảm giá này thì chúng ta có thể điền, đây chúng ta thấy là từ 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 cái dấu chấm hỏi đây, colon này bằng văn lực 81 ở đây, ta bỏ cái dấu gạch chéo đây để bắt đầu từ dấu chấm hỏi đây nhá, thì ta copy cái phần này lại. Bây giờ ta sẽ vào bất kỳ một cái khóa học nào thì chúng ta cũng sẽ được giảm tương tự như thế. Cái này là được giảm 65% rồi, thì những cái nào mà được giảm như thế này rồi thì chúng ta sẽ không được giảm thêm nữa. Cái này đã quá 40% rồi. Tuy nhiên những cái khóa học nào mà đang còn chưa được giảm ở cái mức độ đấy thì ta vẫn được luôn luôn được giảm như thế. Người ta lại cái chỗ cái trang chủ nhé. Ví dụ như ta vào một cái khóa học là quản trị cuộc đời của tiến sĩ Lê Thẩm Dương này. Hiện tại thì khóa học này đang được giảm 25%. Thì bây giờ ta copy cái phần này, các bạn chú ý này. Thì cái link đăng ký và cái link để mà mở cái khóa học mà để được giảm giá
Thì tôi để dưới cái phần mô tả nha, ta bấm ta copy cái phần này, ta dán vào cái link ở trên này. Đây, ở trên cái phần trên này ta sẽ copy dán vào đây. Ta xóa cái dấu gạch chéo ở đây đi. Đây ta để lại bắt đầu từ cái dấu chấm hỏi như thế này thôi. Thì đây thì ta cũng sẽ được giảm 40%. Đấy, là còn lại là 480.000. Còn cái giá cũ là 800.000 thì đây ta được giảm 40% là như thế. Thì các bạn chú ý là ở trên này có rất nhiều các cái khoa học mà tôi đã giới thiệu rồi đây. Rất nhiều các lĩnh vực. Tuy nhiên thì để mà được giảm giá mua được với cái giá ưu đãi nhất thì ở đây thì tôi đã xin được cái link đăng ký này rồi. Thì mọi người cứ vào đây để chúng ta đây nha. Nhớ là chúng ta điền cái mã giảm giá Văn Lực 81 vào để chúng ta luôn luôn sẽ được giảm với cái giá ưu đãi là 40% trên tất cả các cái khoa học ở đây. Hoặc là ở đây có cái phần này này, ta điền cái mã coupon này, Văn Lực 81 này, bắt đầu từ cái dấu chấm hỏi đây thì chúng ta điền lên cái thanh này. Đây giống như cái bài mà cái mà ví dụ mà tôi đã làm đây thì ta cũng luôn luôn được giảm 40% trên tất cả các cái khoa học. Thì ở đây các bạn có thể lên để chúng ta tìm hiểu xem là mình có cái nhu cầu về cái lĩnh vực nào. Ví dụ như tôi đang cần làm về cái lĩnh vực là YouTube, thì đây là một cái chương trình mà tôi rất là yêu thích. Tuy nhiên là tôi chưa có một cái kiến thức nào về cái lĩnh vực YouTube cả, chưa biết cách là làm video như thế nào và chưa biết cách đăng video như thế nào để kiếm tiền. Thì ta có thể đánh vào cái chỗ này, cái từ khóa tìm kiếm đây là YouTube chẳng hạn, và bấm vào cái hình tròn này để tìm kiếm. Thì trên này có rất nhiều các cái khóa học về YouTube đây. Đây làm video tin tức nước ngoài để kiếm tiền trên YouTube này. Đây xây dựng đế chế bán hơn 1.000 đơn hàng từ YouTube như thế nào. Rồi kiếm tiền YouTube với kênh tin tức tiếng Anh này. Vân vân. Thì có rất nhiều các cái hình thức. Ví dụ như đây. Ta vào cái phần này ta xem thế nào. 599.000. Thì hiện tại thì cái này là chưa được giảm một tí nào cả. Ta sẽ nhập cái mã giảm giá Văn Lực 81 vào đây. Văn Lực này 81 vào đây. Thì chúng ta bấm vào cái chữ áp dụng đây để chúng ta xem là ta sẽ được giảm như thế nào nhé. Đấy, ta được giảm 40%. Thì chỉ còn lại là 360.000 thôi. Rất đơn giản mà chúng ta sẽ sở hữu được một cái khóa học rất là hay, 29 bài giảng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về cách để chúng ta làm video và cách chúng ta đăng lên YouTube như thế nào để chúng ta kiếm tiền. Ví dụ đây là một cái khóa học như thế để chúng ta tìm hiểu thêm. Còn ngoài ra ở trên này có hàng nghìn các cái khóa học khác nhau có thể giúp chúng ta tìm hiểu được. Này, ví dụ như là về cái phần marketing. Đúng không? Marketing này. Đây, về phần video marketing chẳng hạn. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ rất đơn giản này thôi. Thì trên này có rất nhiều các cái bài giảng khác nhau để giúp chúng ta có thể là vận dụng những cái kiến thức này để chúng ta kiếm được tiền. Ngoài ra thì các bạn cần nhớ lại một cái điều nữa là tôi nhắc là các bạn hãy điền cái mã giảm giá và là Văn Lực 81 vào, hoặc là mua theo cái đường link này thì chúng ta sẽ luôn luôn được mới giảm có một ngày đấy 40% mà bố. trên một khóa học nhé. Và cuối cùng xin chúc các bạn sẽ có được cái nhìn đúng đắn hơn và lựa chọn cho mình được một cái khóa học phù hợp với bản thân của mình để nắm bắt được cái kiến thức đó và vận dụng vào trong cuộc sống để thành công hơn được nữa trên cái con đường sự nghiệp mà chúng ta lựa chọn. Cuối cùng xin được chúc các bạn sẽ thành công hơn nữa và gặt hái được nhiều kết quả đáng mong đợi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của tôi.